sao lãng. Tại sao Đức Thế Tôn nói sao lãng là mở cửa địa ngục? Tại vì khi chúng ta sao lãng, tức là chúng ta đã quay ra bên ngoài. Chúng ta nhìn theo cảnh, theo vật, theo sự kiện. Và hễ cởi nhìn mắt, tai, mũi, lưỡi mà va chạm với cảnh trần, mà chạy theo cảnh thì tâm tham sân si sanh khởi. Thấy cái này vừa ý hay không vừa ý? Đó là cánh cửa của địa ngục, cánh của ngạ quỷ súc sanh. Khi ta nổi sân, ta là Atula. Ngay cái lúc ta nổi sân, ta đã là Atula rồi, chứ không phải đợi cái chết mới sân về Atula. Cái tâm ta mà nhìn cái gì, nghe cái gì, ta thấy khó chịu. Ngay lúc ấy ta đã rớt xuống địa ngục rồi. Thân thì đang ở đây, nhưng mà thực sự cái tâm đã rớt xuống địa ngục rồi. Không phải đợi cái chết mới đi địa ngục. Sống như súc sanh, sống như địa ngục, thì khi chết chắc chắn phải đi vào súc sanh địa ngục thôi. Cho nên sao lãng, sao lãng tức là phóng dật đó, nhìn ra bên ngoài. Ưa thích cảnh này, ưa thích cái cây kia, ưa thích người này, ưa thích sự việc kia, chạy theo. Và cái tâm nó chạy theo thì nó, tâm đó Đức Phật gọi là tâm lang thang, tâm samsara, tức là tâm lang thang, tức là tâm sanh tử luân hồi. Cho nên sanh tử luân hồi là do ta tự tạo ra, chứ không có Phật ép hoặc là ông trời nào bắt ta phải lang thang. Tự ta lang thang. Khi nào ta chấm dứt cái tâm lang thang đó đi thì ta giải thoát. Lang thang là dính mắc vào sắc thiên hương vị xuất phát, các cảnh trần bên ngoài, sắc cái mùi vị bên ngoài, cái hương bên ngoài, sự xúc chạm bên ngoài, toàn là bên ngoài ấy. Mà ta chạy theo hết cái này tới cái khác, không bao giờ ngừng. Khi Angulimala rượt theo Đức Phật đòi lấy mạng của Đức Phật, Đức Phật nói ta dừng từ lâu xong hướng dẫn. Dừng là dừng cái tâm đeo đuổi, dừng cái tâm tham vọng, dừng cái tâm sân hận. Dừng đi, dừng chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp, dừng chạy theo cái bên ngoài. Để dừng chạy theo cái bên ngoài, làm sao để dừng? Làm sao để dừng đi thưa chư vị? Muốn dừng chạy theo cái bên ngoài thì phải đóng bớt đi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, bớt nếm. Cho tới một giai đoạn không nghe, không nhìn, không ngửi, không nếm nữa. Giai đoạn ấy là cái tâm nó làm chủ, nó mắt, cái tai, nó mũi, lưỡi, thân. Giai đoạn nó phải nhập thất. Nhập thất 5-10 năm thì mới làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi. Tức là nghe mà không thèm nghe, thấy mà không thèm thấy luôn. Đó là thấy như thấy á. Thấy như nó là, tức là biết nó là đồ giả rồi, không chạy theo đuổi nữa. Ngày nào còn mở mắt, tai, mũi, lưỡi ra thì còn chạy theo sắc thinh hương bị xuất phát. Và cái tâm ấy là tâm lang thang, tâm sanh tử luân hồi. Đấy. Đấy, cách tu đơn giản thôi. Bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, bớt nếm. Mà nếu như trong cái hoàn cảnh mà mình không thể nào bớt nghe, bớt nhìn, bớt ngửi, bớt nếm thì sao đấy? Thí dụ trong cuộc sống hàng ngày ta phải va chạm là cư sĩ, quý vị cơm áo gạo tiền, là tu sĩ thì cũng có bổn phận này, bổn phận kia. Làm sao ta bớt nghe, bớt nhìn được? Mở tiệm bán quán ăn mà không tiếp xúc khách hàng, không nấu nướng thì làm sao cuộc sống? Thế thì Đức Phật dạy luôn luôn quay vào bên trong, quan sát trong cái nhìn của mình có tham, có sân, có si không.
trong cái nghe của mình có tham, có sân, có si. Quan sát bên trong á, ví dụ khách hàng nó lại, nó chê nó sao qua nhà hàng của bà bán dơ giấy, mình quan sát trong tâm mình có sân hận không, chứ đừng có cãi cọ với người ta. Trong tâm mình có phiền não không vì cái lời nói ấy, tám ngọn gió đời khen chê được mất hơn thua vinh dục đấy. Mà nếu như mình quan sát bên trong tâm mình thấy mình không có cái gì phiền não thì phản ứng của mình sao quý vị? Khi bị ta chê nó quán nhà hàng của bà sao mà dơ giấy, mà nếu mình xét trong tâm của mình nó được bình an, nó không vì lời nói ấy mà nó phản ứng một cách vô thức, thì quý vị sao? Quý vị tỉnh táo tức là tâm từ, và quý vị có trí tuệ tức là lời nói thơm như hoa, thì ngay lúc ấy quý vị sẽ nở được nụ cười và quý vị sẽ nói với người ta dạ để em sửa, thế thôi, thì khách họ sẽ hài lòng. Mà họ hài lòng rồi sao lần sau họ đến nữa. Bát thánh đạo là thế đấy, chánh ngữ là thế đấy. Quan sát bên trong xem tôi còn tham, còn sân, còn si không. Nếu còn thì chuyển hóa tham sân si ra thành giới định tuệ. Tham thì có giới, sân thì có định, mà si thì có tuệ. Chuyển hóa từ tham sân si thành giới định tuệ, mà nó phản ứng ra bằng hành động. Đức Phật nói không phải vì bằng cấp, không phải vì tài sản, không phải vì sự hiểu biết, không phải vì quyền chức mà định giá con người. Những thứ đó không định giá được con người, mà cái hành động của bạn sẽ định giá của bạn. Hành động là gì? Là nơi thân, nơi khẩu, nơi ý thể hiện ra cái hành động. Thì khi người khách họ chê mà mình á là cái người tu, mình đừng có quan sát cái lời chê của người ta, lập tức mình quay vào bên trong. Quay bên trong xem tôi có tham, có sân, có si, có phiền não không? Cái ông ấy nói nhưng mà tôi có phiền não không cái đã? Nếu quan sát rằng phiền não có thì buồn. Mà khi mình buông được rồi thì trí tuệ phát sinh. Trí tuệ phát sinh thì sao? Mình thương mình. Nếu tôi không mở quán ăn này thì là cả gia đình chết đói. Mà quán ăn mở ra thì cần có khách. Đấy, trí tuệ nó phát sinh lên. Và ngay lúc ấy thì mình sẽ phản ứng với ông khách đó, mình nở nụ cười. Nói, em xin lỗi, để em sửa sai. Thì người khách họ vui, họ tiếp tục họ làm lại nữa. Thì mình có tiền nuôi gia đình. Đấy, tu là thực tế, chứ không phải tu là cứ lạy lục cầu Phật. Phật đâu có giúp được gì quý vị. Phật chỉ đường thôi. Phật nói đây là con đường đưa tới hạnh phúc trong cuộc sống, đưa tới giải thoát sau khi chết. Phật không làm quý vị hạnh phúc được, và Phật không đem quý vị về niết bàn được. Chính quý vị làm cho quý vị hạnh phúc, chính quý vị làm cho quý vị đau khổ, và chính quý vị đi trên con đường để rồi khi chết mình đi về niết bàn. Bây giờ quý vị muốn đi niết bàn bằng xe đạp, xe máy, ô tô hay là máy bay, kể cả máy bay chăng nữa, đi lên niết bàn nó cũng có nhiều hạng economy, tức là hạng phổ thông, hạng thương gia, rồi hạng nhất first class là hạng nhất. Quý vị muốn đi hạng nào? Muốn đi hạng nào thì phải tu tập công đức. Công đức chứ không phải phước đức nha. Phước đức là in kinh, xây chùa là phước đức hết đấy. Nhưng mà ngay trong cái in kinh đấy, nếu mà ta khởi tâm con xin cúng dường sự in kinh này, thiện sự này cho sự giải thoát của con, thì đó là công đức. Còn nếu con in kinh này để cho mọi người cùng đọc thì đó là phước đức. Con in kinh này để cho con được lợi lạc, đó là phước đức.
phước đức thì chỉ có một thôi, mà nếu công đức vô cùng lớn. Con niệm kinh này để cho mọi người được cùng giải thoát như con, để cho con thấy được con đường của Đức Phật. Con xin cúng dường, xây chùa để cho mọi người có nơi tu tập để được giải thoát. Con không mong cầu gì hết, con không mong cầu quả vị phước báu gì ở trong cái thiện sự con làm, thì đó là vô cùng lớn. Cái tâm nó tâm giải thoát. Con cúng dường chư tăng, trai tăng để mong cầu sự giải thoát, để tập cái tâm xả bỏ cái tâm dính mắc, thì đó là vô cùng lớn, phước vô cùng lớn, công đức vô cùng lớn. Còn nếu không có con cúng dường trai tăng mà nó cúng khơi khơi thôi, chỉ được có phước đức à. Phước thì kiếp sau nó đủ, nhưng mà phải sanh nữa. Nhưng nếu con cúng dường chư tăng, để con tập cái tâm xả bỏ, cái tâm bố thí, một trong 13 la mật, bố thí trì giới, con phải cúng dường bố thí thường xuyên, để cho tập cái tâm xả, để tâm kham nhẫn cung kính với chư tăng, một trong tam bảo mà, thì đó công đức lớn. Con phát nguyện con cúng dường chư tăng những bữa cơm thanh đạm, mỗi lần mong cầu giải thoát, phước vô cùng lớn. Nhưng mà con cúng dường chư tăng để con được phước rồi, phước có nhưng mà nhỏ xí à, nhỏ như hạt tiêu á. Còn cái phước mà cúng dường để mong cầu sự giải thoát á, nó lớn như cái nhà. Quý vị muốn cái hạt tiêu, muốn cái nhà. Cho nên khi hành sự chúng ta phải biết cách quay vào bên trong, chớ có sao lãng. Trong các hành động đời sống hàng ngày thôi, con nó nói sao mẹ ngu vậy, quý vị nghe giận không? Con mình đẻ ra mà nó bảo sao mẹ ngu vậy, mà ngay lúc đó mình quay lại mình cự đựng nó, tức là mình chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp, tâm sao lãng. Và nếu ngay lúc đấy mà nếu ta quay vào bên trong, ta thấy rằng tôi đang có phiền não, tôi đang có sân hận, tôi đang có buồn phiền đây, thì buông nó đi. Để buông được rồi thì trí tuệ phát sinh. Trí tuệ phát sinh thì có lòng từ rồi, thương con thì sẽ phản ứng với con. Con mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, để mẹ sửa. Là mình vừa dạy cái tâm của mình phá bản ngã, dạy cho con của mình bắt chước mình. Tại vì thân pháp mà, lời nói là pháp, nó sẽ bắt chước mẹ nó, lúc nào nó cũng khiêm cung đối với mọi người. Và như vậy nó tu, mình tu mà con mình tu, phước vô cùng lớn phải không quý vị? Cho nên không sao lãng là trong từng sát na luôn luôn quan sát bên trong, nhìn nghe người nếm sự kiện người ăn uống ngủ nghỉ, thử xem mình có tâm tham, tâm sân, tâm si không, có phiền não không. Ví dụ trong hội chúng tụng kinh nè, có người tụng nhanh, có người tụng chậm, có người tụng hay, có người tụng dở, tùy theo cái lỗ tai. Người ta thấy hay nhưng mà mình thấy dở, lỗi tại mình chứ đâu phải lỗi tại người ta. Nếu tụng kiểu đó là người ta tụng kiểu đó, cái nghiệp của người ta tụng kiểu đó. Mắc mới gì mình khởi tâm phiền não, mình khởi tâm khó chịu là tâm sân, là đã không sao lãng, đã sao lãng rồi đó. Sao lãng không quán chiếu bên trong. Nếu người có tu tập thực sự, ta luôn luôn quán chiếu bên trong, không sao lãng. Trong từng sát na, không sao lãng, không sao lãng. Luôn luôn quan sát bên trong, đi đứng nằm ngồi đều quan sát bên trong, xem tôi có tham không, có sân không, có si không, có thì buông. Phải thương mình chứ, mình đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, mà bây giờ chỉ vì cái tham, cái sân, cái si, cái đồ dỏm á,
cái đồ hàng hàng này made in China đó, cái đồ giả đó, mà ta phải tiếp tục sanh tử luân hồi hay sao? Ta cứ tiếp tham, tiếp tục sân, tiếp tục si, để rồi ta đi sanh tử luân hồi nữa. Như vậy có đáng không? Có cái gì đáng? Ta phải thương ta chứ. Ta đã trôi nổi bao nhiêu kiếp rồi, kiếp này may lắm được làm người gặp chánh pháp. Cho nên không sao lãng là không sao lãng, mà sao lãng là chạy theo cảnh ngoài, không sao lãng là quan sát bên trong. Đấy, luôn luôn quan sát bên trong. Tham sân si sân khởi thì biết thì buông, và từ đó có phước đức. Mà nếu khi làm các mọi việc vì không sao lãng, luôn thâu thúc sáu căn, thì trí tuệ phát sinh và ở đó có công đức. Khi chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có công đức. Đấy, quý vị ghi nhớ nha. Chỗ nào có trí tuệ, có tâm từ là chỗ đó có công đức. Tu tập cái chỗ này đó, chỉ có bấy nhiêu thôi. Thâu thúc sáu căn, không chạy theo cảnh bên ngoài, luôn luôn quan sát bên trong có tham, có sân, có si không, từ bỏ, có bấy nhiêu thôi, đơn giản. Khi ta nói một câu, con mình nó nói một câu, mà mình quan sát bên trong á, chứ đừng có nói nó đúng nó sai, nó đúng nó sai, tức là có nhìn có ngã là tiếp tục tái sanh. Khi con mình nói một câu, lập tức quan sát bên trong, trong tâm con có tham, trong tâm con có sân, trong tâm con có si, buồn buồn buồn. Khi bạn đồng tu nói một câu, quan sát bên trong tâm mình, đừng có chú ý tới cái lời nói của người ta. Quan sát trong tâm mình có tham, có sân, có si không? Nếu có thì buông. Mẹ buông được rồi thì trí tuệ phát sinh. Mà trí tuệ phát sinh thì có công đức, nó đưa tới sự hành xử. Thí dụ người ta trách mình, mình nở nụ cười tại vì mình quan sát bên trong mình không tham, không sân, không si, thì trí tuệ phát sinh thì mình nở nụ cười. Mà nở nụ cười thì mình lập tức mình nói cái lời hòa nhã: thưa anh, em sai rồi, để em sửa. Mình nói câu đó thì người ta còn giận mình được nữa không? Không. Hoàn trái cách đức, bản ngã tiêu trừ, tức là chúng ta đang đi trên con đường tư đạo hoàn đạo, con đường của thánh đạo. Chưa chứng đâu, tới chừng nào chứng sẽ biết thôi, tự nhiên biết. Nhưng bây giờ mình đang tập đi trên con đường ấy, là con đường đúng, con đường của bát thánh đạo. Khi ta chỉ trích mình, quan sát bên trong, đừng quan sát lời nói người ta. Vì khi mình chết, mình đi một mình mà, mình đâu có đi với người ta đâu, phải không quý vị? Cho nên quan sát bên trong, ở bên trong sạch sẽ hết, cứ dặt sạch những cái vết dơ ở trong tâm mình, thì tới một lúc nào đó nó sạch trân hết, thì đó là chứng tự đồng hoàn. Còn tham, còn sân, còn si, còn đúng, còn sai, còn hơn, còn thua, là còn phản phụ. Có nhiều khi còn là súc sanh nữa. Mỗi lần người ta nói cái gì, cái hay ta làm cái gì sai, cái mình gây gắt, cái tiếng nói của mình nó cao lên, to lên, mặt mình nhăn nhó. Nào, thế thì ba hiện tượng đó, mình gây gắt làm sao? Là chó sủa, mặt mình nhăn nhó thì sao? Khỉ. Âm thanh mình cao lên thì sao? Chó sủa. Cho nên ngay cái lúc đó bản thân của mình là người, nhưng mà mình đã, cái tâm của mình nó đã là tâm chó. Nó sống là tâm chó thì sao quý vị? Tâm chó là mặt khỉ thì chết phải sinh làm chó làm khỉ thôi. Trong bài kinh hạnh con chó, Đức Phật đã nói nghiệp đen sinh quả đen, nghiệp trắng sinh quả trắng, nghiệp đen trắng sinh quả đen trắng. Trong kinh Trung Bộ,
Kinh hành con chó Đức Phật dạy rõ ràng vậy. Cho nên Đức Phật nói chính nơi hành động của chúng ta thể hiện tư cách của chúng ta. Chính nơi hành động của chúng ta là tạo nên nghiệp. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra ta đều không sao lãng. Lập tức quan sát vào bên trong. Đi đứng nằm ngồi quan sát bên trong. Tôi có thích ăn không? Tham. Tôi có thích ngủ không? Tham. Tôi có thích nói không? Tham. Tôi có thích yên lặng không? Tham. Yên lặng ở trong tâm nhưng mà yên lặng bên ngoài. Người mới tu thì mượn cảnh vào rừng vắng, đồng vắng, nhà vắng, ngồi dưới gốc cây. Đó là mượn cảnh. Nhưng mà người tu chân chánh lâu ngày rồi, rừng vắng là gì? Rừng vắng là buông cái tâm sợ hãi. Đồng vắng là gì? Đồng vắng là không có ai trước mặt mình nữa. Giữa chợ cũng không thấy ai nữa. Chỉ thấy có cái nghiệp thôi. Nghiệp của người này, nghiệp của người kia. Nhà trống là gì? Nhà trống là nhà, là cái thân này nè. Trống là không còn cái gì nữa. Cái thân này, ở trong cái thân, cái tâm này nó không có tham, không có sân, có si, gọi là nhà trống. Nhà trống, rừng vắng, đồng vắng. Đấy, ý nghĩa của nó là cái người tu mà cao cấp là họ nhìn thấy khác. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết phải dựa cảnh. Dựa cảnh một thời gian cho cái tâm nó thuần thục. Cho nên phải vào rừng, các vị chân tu họ vào rừng là vì như vậy. Nhưng mà khi họ đạt được tới cảnh giới, tức là chính cái thân của họ là rừng, chính cái thân của họ là nhà, chính cái thân của họ là gốc cây. Đấy. Đức Phật cũng vậy, ngài ngồi dưới gốc cây không à, ngài đi trong rừng, ngài ở trong hang đá, ngài không có ở chỗ à. Cho nên quý vị tìm Phật là tìm trong đời sống hàng ngày. Tìm ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu ta để phóng dật thì ta đã chạy theo ma. Nếu ta thông thúc được mắt, tai, mũi, lưỡi, ta sẽ thấy Phật. Và khi ta thấy Phật thì ta phải hành xử như Phật. Con vật phải không quý vị? Phật tử là con vật mà, phải không? Ở đây ai cũng con Phật hết. Ta hành xử như Phật, tức nói với tâm từ, mặt nhìn với tâm từ, miệng cười như với tâm từ, luôn luôn quan sát vào bên trong, còn tham, còn sân, còn si không? Không quan sát bên ngoài. Đấy, tu là như vậy đó quý vị.